Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi có nhận được một số thắc mắc của bạn xem đài hỏi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Vấn đề nêu trên, chúng tôi xin có một số ý trao đổi cùng quý vị như sau. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, gọi tắt là Nghị định 15, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Bãi bỏ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Điều 2, Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. So với Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, Nghị định 15 quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn, đối với việc xử lý các vi phạm hành chính trong môi trường bưu chính Internet, mạng xã hội. Đó là căn cứ pháp lý mạnh mẽ để các cơ quan chức năng thực thi pháp luật thực hiện tốt việc phòng chống những thông tin giả, sai lệch, gây hoang mang dư luận đang tràn ngập trên các trang mạng xã hội hiện nay và môi trường mạng sẽ lành mạnh, trong sạch hơn. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số quy định thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Hương, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Tây Ninh. Thưa bà, xin bà nói rõ hơn về hành vi đưa những thông tin giả mạo, không đúng sự thật, xuyên tạc, vu khống lên mạng xã hội theo Nghị định số 15 thì sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu như Nghị định số 174 chưa quy định rõ về việc chia sẻ thông tin giả mạo, thì tại Điều 101 của Nghị định số 15 này nêu rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các cái hủ tục mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, với mức phạt tiền là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ở đây, tôi cũng lưu ý với mọi người là đối với hành vi cung cấp, đăng thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, ngoài hành vi của người cung cấp thông tin, thì hành vi chia sẻ thông tin của người khác cũng chịu chung mức phạt như người đăng thông tin lên mạng xã hội, là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật, hoặc là gây nhầm lẫn, hoặc là thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Thưa quý khán giả, hiện nay tình trạng ô nhiễm nước thải từ sinh hoạt ở nông thôn cũng như các khu vực đô thị là nỗi bức xúc lớn đối với người dân cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Các chất thải, rác thải, nước thải trong sinh hoạt nếu không được xử lý, thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Có nhiều nguyên nhân sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước như sự gia tăng dân số, cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu, nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn chưa cao. Song đáng chú ý nhất vẫn là sự bất cập trong hoạt động quản lý bảo vệ môi trường ở một số khu dân cư vẫn nuôi gia súc, gia cầm. Đề cập đến vấn đề này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin nêu thực trạng ô nhiễm đã và đang xảy ra tại hẻm số 02, đường Huỳnh Công Giảng, khu phố 2, phường 4, thành phố Tây Ninh, và cách xử lý của địa phương trước phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm. Thưa quý vị, trong chương trình hộp thư truyền hình ngày 6 tháng 3 năm 2020, chúng tôi có nêu phản ánh của ông Nguyễn Văn Hiệp, cư ngụ tại nhà số 20, hẻm số 02, đường Huỳnh Công Giảng, khu phố 2, phường 4, thành phố Tây Ninh, cũng như tập thể nhân dân sinh sống tại khu vực này.
Theo thực trạng, thì con hẻm số 02 đường Huỳnh Công Giảng, khu phố 2, phường 4, thành phố Tây Ninh, có chiều dài khoảng 300m, thì có đến 4 hộ dân xả thải nước sinh hoạt, cũng như nước xả thải chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa qua xử lý. Tất cả các loại nước thải này đều đổ ra con đường tráng bê tông này. Việc này đã xảy ra gần 4 năm. Các hộ dân sinh sống trong con hẻm này phải sống trong cảnh lầy lội hôi hám. Nói chung cái tình trạng mà xả nước thì nó đã lâu rồi. Nó lâu rồi chứ không phải là mới đây. Hồi xưa nó là cái hẻm đất thì nó chảy, nó rút. Thì sau này thì nó dơ quá cho nên là nhà nước có quan tâm đầu tư làm cái hẻm bê tông. Thì nói chung sau khi làm thì nó sạch đẹp, cao ráo. Nhưng mà cái tình trạng nước nó không rút cho nên nó chảy tràn lan. Thì có một số hộ là lý do là người ta nhà ra đất rất là hẹp. Hẻm thì giờ không có cái hệ thống thoát nước. Cho nên là đôi khi phải để nước chảy ra đường. Rồi là nó không có rút được thì nó ảnh hưởng tới những người xung quanh. Thì ở đây tôi cũng đề đạt với phường nhiều lần. Thì ủy ban phường cũng đã có tờ trình đầu gửi cho phòng lý thị để nhằm cái giải pháp để khắc phục. Quý khán giả thân mến, khi vấn đề nêu trên được phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra và đã xử lý tình trạng ô nhiễm mà nhân dân trong khu vực đã phản ánh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 4 cho biết. Sau khi Ủy ban Nhân phường nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Hiệp về việc hẻm nhánh hẻm 92 đường Cách mạng tháng 8 có một số hộ dân xả nước sinh hoạt ra đường và thả chó rông tại các tiếng hẻm này, thì Ủy ban Nhân phường đã cử công chức chuyên môn kết hợp với ban quản lý khu 2 đến làm việc và nhắc nhở một số hộ dân bị phản ánh. Thì qua làm việc, một số hộ dân thì cũng đã đồng ý khắc phục bằng cách như hút hầm đối với các bể chứa đầy và hạn chế việc rửa sân, rửa xe, rửa nhà để cho nước thải chảy ra ngoài mặt đường bê tông xi măng. Thì mặt khác thì cũng tại tiếng hẻm nhánh của hẻm 92 này thì cũng chưa có hệ thống thoát nước. Cho nên việc mà người dân thực hiện rửa sân, rửa nhà thì cũng sẽ gây ứ động nước trên mặt đường. Ủy ban dân phường cũng đã kiến nghị làm tờ trình gửi phòng quản lý đô thị, kiến nghị khảo sát lắp đặt hệ thống thoát nước đấu nối với hệ thống thoát nước có sẵn của hẻm 96 đường Cách mạng tháng 8 dẫn ra hệ thống cống của đường Lạc Long Quân nhằm khắc phục tình trạng trên. Còn về việc bắt chó thả rông thì Ủy ban dân phường cũng sẽ kết hợp với chi cục thú y thành phố tiến hành bắt chó thả rông vào buổi sáng sớm và sẽ xử phạt đối với chủ vật nuôi theo nghị định 167 của chính phủ. Còn đối với những vật nuôi mà không có chủ đến nhận thì sẽ tiến hành thanh lý. Trong thời gian tới thì Ủy ban dân phường cũng sẽ tiếp tục theo dõi nhằm khắc phục triệt để những phản ánh mà người dân đã kiến nghị. Như vậy, vấn đề ô nhiễm nêu trên đã được các cấp chính quyền địa phương xem xét giải quyết kịp thời theo quy định. Chúng tôi xin hoan nghênh biểu dương tinh thần của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Tây Ninh đã kịp thời quan tâm và xử lý vấn đề ô nhiễm để đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt đời sống nhân dân địa phương. Quý khán giả thân mến, chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.